Rồi, ok. Tiến hành đi thằng. Hớp. Đừng nhìn vào cái cốc, đừng cúi xuống. Làm lại đi, làm lại. Làm lại. Cứ nhìn theo cảm nhận. Vẫn cứ nhìn thôi. Còn nhìn cốc cứ đưa lên mồm. Đấy, đúng rồi. Nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi, mơn trớn thôi. Để cốc xuống. Uống nhiều rồi thế. Chưa. Uống mình tự nhiên nào thôi, từ 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 phải liều đấy nhá. Từ từ đi chậm rồi. Cứ để im. Chưa? Chưa 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 chưa, cứ hạ xuống. À. Ok. Hấp. Một tí thôi, một ngụm thôi. Bỏ xuống luôn, bỏ xuống luôn. Rồi.